Ngày đẹp trời họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi, tính của My nóng quá, con chịu không nổi, thế là chia tay. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Hy vọng là mình sẽ hợp tác thành công. Em tên là Nguyễn Văn Thạo, năm nay em 30 tuổi. Em làm bên lĩnh vực an toàn lao động của công ty Thang Máy. Rất vui hôm nay được tham gia chương trình Bà Muốn Hẹn Hò. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Em là làm công việc đó ở đâu? Em hiện tại làm xung quanh Sài Gòn anh ạ. Sài Gòn thôi. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em thì ở ngoài Bắc, ngoài Thái Bình. Nhưng mà gia đình vào trong này được 20 năm rồi. Ồ, vậy tức là gia đình ở đây hết rồi. Dạ vâng, ở đây hết rồi. Mời em giới thiệu. Anh là Đỗ Thị Hà My. Năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Tiền Giang. Và hiện tại là em đang công tác tại phòng sale marketing của công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên, từ thứ hai đến thứ sáu. Còn dịp cuối tuần thì em làm cộng tác viên tại công ty Tuyến Mê Công tại Tiền Giang và Bến Tre. Em làm hướng dẫn viên ở dưới. À, là coi như cuối tuần là mình đi về quê làm. Dạ đúng rồi. Cô gái của trẻ mà năng động trong công quá việc dữ luôn, làm rất tốt. Sài Gòn xong rồi cuối tuần về Bến Tre làm nữa, giỏi quá vậy em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mọi người xung quanh nói em là người rất là hòa đồng, nói chuyện với người lớn thì rất là dễ bắt chuyện. Còn nhược điểm của em là rất là nóng tính. Còn cái tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ, em trải qua một mối tình. Thời sinh viên em thì nóng tính, mà người đó thì chịu, cứ im im lìm lìm vậy đó. Cái cuối cùng một ngày đẹp trời họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi, con chịu My hết nổi rồi, tính của My nóng quá, con chịu không nổi, thế là chia tay. Rồi từ đó đến nay là ở không? Dạ. Thế bây giờ mình đã rút được cái kinh nghiệm chưa? Mình đã bớt nóng chưa? À, vì lúc đó là còn đi học nên mình cũng chưa suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ là để đi làm rồi, mà cái ngành của em là bên dịch vụ nên em cũng kiềm chế được cái tính tình của mình rồi. Tại vì gặp nhiều khách hàng. Nhưng mà chị cũng hơi lo chút là bây giờ em bận quá vậy. Nếu mà mình hẹn hò thì mình giờ thời gian nào dành cho bạn trai? Tại vì cái thời gian mà em đi làm như vậy á, là em không muốn tìm hiểu một mối quan hệ nào. Em lười yêu, lười tìm hiểu. Nếu mà bây giờ mà mình tìm được cái đối tượng phù hợp với mình thì tất nhiên em sẽ giao hòa cái công việc của mình lại. Ở dưới quê em, độ tuổi của em thì hẹn sớm xung quanh bảo là em ế rồi. Vậy mới nhờ tới chương trình ha. Không sao, ngày hôm nay cố gắng nha. Bạn trai, tình trường của em thì sao nè? Thời sinh viên thì em có trải qua một mối tình được một năm. Thì sau đó thì đi làm á, công việc nó lu bu, với lại lười yêu nữa. Nên là thành thử ra là chưa có quen ai một cách mà mình chỉ quen cái kiểu dạng như là xã giao thôi. Chưa có mối tình nào sâu đậm lắm đúng không? Dạ, dạ. Bởi vì hai bạn đều lười yêu hết. Dạ. Hôm nay cố gắng chúng tôi sẽ không cho các bạn lười yêu nữa. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Mọi người nhận xét em là hiền lành, rồi thật thà. Còn điểm yếu của em thì không có dứt khoát. Mình nhìn một cái vấn đề gì đó, mình phải nhìn trước, nhìn sau, xem là nó đúng hay sai. Cái đó là nó có một cái điểm yếu của em. Ủa là sao? Nhìn trước là sao? Là không mình thấy gì hết là sao? Là mình kiểu như là ai mà nóng tính với anh chẳng hạn thì anh sạc lại liền. Nhưng mà em thì không có. Em thì ngẫm nghĩ là có đâu phải điểm yếu đâu. Có đó sự kiên nhẫn, nhường nhịn, có đó là tốt đó em. Nhiều khi người ta nói xong em sạc lại liền, tức là cái đó là không tốt. Như cái đó thì nếu mà đàn ông thì nên như vậy. Ủa, đàn ông nên sạc lại luôn hả? Phải không? Vậy là tốt đó cưng. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn một người phụ nữ mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Cá tính. Đưa ra một cái vấn đề gì đó thì hai đứa cùng có thể là chia sẻ với nhau. Chứ được, không có kiểu như là ai cả. Rồi. Nếu mà khi mà không thống nhất gì đấy thì mình có thể là tham khảo ý kiến của người thân. Coi như bình đẳng với nhau ha. Dạ, bình đẳng. Không có gia trưởng ở đây, cái này hay lắm á. Dạ. Rồi về ngoại hình thì sao? Em có mẫu hình nào lý tưởng không? Mẫu hình lý tưởng của em là xinh giống như Cát Tường ấy. Cảm ơn em. Anh ơi, da ngăm được không anh? Anh không quan trọng màu da em ạ. Dạ. Em muốn tìm cái người bạn trai có những cái đặc điểm như thế nào? Dạ, em muốn người đó chững chạc hơn em, điềm tính. Và khi mà em có một cái vấn đề gì đó, như là em nóng tính lên một cái sự việc gì đó, thì anh cũng phải là người tìm hiểu lý do tại sao em như vậy, chứ không phải là im im lìm lìm rồi cứ để vậy đi luôn. Anh đi luôn đó, đi luôn để suy nghĩ. Anh này kiên nhẫn lắm, yên tâm. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Dạ vâng ạ. Gì nữa không em? Với lại là bạn đó không có bánh bèo. Bánh bèo? Không thích chơi bánh bèo. Bánh bèo là sao? Như là không có chính kiến ở trong cái một cái quyết định nào đó. Em nhiều khi ta nhường em rồi sao? Dạ. Rồi, em có thích về cái ngoại hình như thế nào? Ngoại hình á thì em cực kỳ có ấn tượng với bạn trai mà mặc áo sơ mi và quần tây.
là cao trên 1m7. Tại vì em cao hết 1m64 rồi. Cao có mang cao. Dài lên nữa, 5 phân nữa. Áo sơ mi có sơ mi. Quần riêng được không? Không có quần tây, mặc quần riêng được. Chừng nào có cái dịp gì đặc biệt người ta bận quần tây áo vest luôn. Bình thường đi tham gia chương trình cho nó năng động, mình mặc quần jean được rồi ha. Quần áo không nói lên tính cách của con người đâu em. Rồi, chào em. Dạ. Hiền khô hả? Hiền khô ha. Em anh thấy em rất là dễ thương ngoài sức tưởng tượng của anh. Em cũng vậy. Anh ơi, anh có thích con gái miền Tây không? Con gái miền Tây rất là dễ thương em. Rất là hay chiều chồng, hay nũng nịu. Rất là dễ thương. Cũng hơi hung dữ đó anh. Hung dữ hả? Hung dữ thì sau này anh sẽ cố gắng mà kiềm chế em lại. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn em đến cầu bánh sao, hoặc ra công viên, hoặc là uống cà phê ở trên cao. Hy vọng là em sẽ thích nếu mà chúng ta hẹn hò những cái chỗ đấy. Em rất là thích đi uống cà phê ở xung quanh thành phố mà những cái view đẹp. Nếu mà anh mà hơi hiền quá đó, em có thích những người hiền như anh không, hay là lúc nãy em có nói là em thích người điềm tính. Anh hiền không sao, cái này về em nếu mà có cơ hội em sẽ chỉ dần dần cho anh. Anh sẽ không hiền nữa. Tính giáo dục dữ lên trời. Em hỏi thêm về anh gì không? Anh có thích đi xem phim không? Có chứ. Anh có thích xem phim ma không? Phim ma. Tại em thích xem phim ma lắm. Mà mỗi lần mà xem phim ma là em nhắm mắt không à? Vô xem phim nhắm mắt xem gì? Anh rất thích là miền Tây. Nên nếu mà quen em thì anh rất là muốn về thăm gia đình. Để thấy cái cảnh sông nước miền Tây. Anh rất là, nó rất là yên bình. Anh có về miền Tây lần nào chưa? Miền Tây anh về rồi, về nhiều lần rồi. Ngày xưa Cùng đi bạn. Thấy Sơn rồi anh có về anh ghé thăm bao giờ chưa? Cái đấy thì anh chưa đi, nhưng mai mốt em sẽ dẫn anh đi chứ hả? Được, hướng dẫn viên miễn phí. Cảm ơn em. Anh có thể mời em điệu xì lô rất là dễ thôi. Dạ, em không biết nhảy. Ấp nhạc. Em không biết nhảy. Không, em bám vai anh. Nào. Okay. Em đi theo bước anh nha. Rồi, đi qua. Ok. Đưa qua, đưa lên. Đó. Ok. Bước qua đây. Mày sàn lúa chứ nhảy gì. Ngước nhìn lên em, đâu cần nhìn xuống chân đâu. Đừng nhìn chân. Em không thấy. Đi theo anh rồi. Ok. Từ đây thôi. Đừng. Nhìn vào anh. Mềm mại một xíu là được rồi, du dương theo. Được rồi, anh Thảo. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Rồi, ok. Xin cảm ơn. Một chút cảm giác về nhau. Bao nhiêu đó là cảm nhận rồi ha. Đúng rồi. Anh thấy em rất là dễ thương. Mình đến đây gặp nhau đó là cái duyên rồi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để chúng ta có thể hẹn hò. Bạn gái, em muốn nói gì với bạn trai không? Hy vọng là mình sẽ hợp tác thành công. Hợp tay bằng nước bấm nha bạn. Hai đứa ráng hợp tác có hiệu quả nó ra cái gì? Ra vài đứa. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay liền ha, nãy giờ nhảy rồi, đã kêu vũ chung với nhau rồi, ngại gì nữa. Hôn nhau một cái đi hai bạn. Cho con xin phép thím được hẹn hò với em đó. Em đó. Trời ơi, thím vỗ tay dữ dằn luôn. Được hả thím ha? Được không cô? À, thấy cô rất là phúc hậu luôn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà gửi tặng cho hai bạn đó là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm Skin AZ Hàn Quốc. Phần quà dành tặng cho hai bạn đó là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là
máy nước nóng với thương hiệu Atlantic để tặng hai bạn. Máy nước nóng với thương hiệu Senton với tổng trị giá quà tặng 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Em cảm ơn toàn thể anh chị ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo điều kiện cho hai đứa chúng em được có cơ hội hẹn hò gặp mặt với nhau. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Toàn tay nhau nào.